sốm bị chặt tha ca bằng hoa po đầm miên trong cõi nơi lờ account Facebook của bọn lục thế bẹp pon nâng mà cần sơn nè bẹp pon tận nâng đầm na ở nè object viên nè bẹp pon tận nâng đầm na tiếc sơn nè cái chợ bọn protein tập đây giờ làm rét lục châu bảy đến tàu can prote Ukraine nơi thằng ai mà phải mua khai cùng phe rí ai ca bằng hoa sen tiết ru miên khlâm xa này dì ông bì Việt Nam lúc rù nè kru bồm tàng mệt nè sạc xa phì sao khlê tàng ọc chì tì kù rộp rộp an phì xa chùm riêng xua đò bòm phô ôn đại bàn sạc xa vẹ bọ prai ạc bọt kè sài tàng pram bì chùm nón nâng chô đò chùm nón pram bấy tớp tì chô riêng khăn ông rì dạ bì mùi sạp bà đà nì tì bà nâng kù rộp chùm riêng xua đọc bóng ôn đại bàn sạc xa nơi vệ Grammar Master tiếng buôn chùm nón nâng bóng ôn đại bàn chiêu xịp hư vạch chân nào krom kẻ sát nâng Grammar Master tiếng buôn Master dục tư sạc xa bên ní đô chì ca thơ tay xạ lọc bóng nơi xa mặt tập hiếp đại bóng ôn bàn sạc xa vì dư có chìa mù lực than sầm rạp bỏ prai sầm rạp nị dì sầm rạp sờ xê sầm rạp sờ đạp hai nốt dừng mọc bỏ prai ăn tập bọt bò đầm miên ăn trả chiết muối để khi nhom đỏ sòng trình pi prophop ofa mọc bỏ prai chun nào pi ní cả đôi chi khi nhom phơi chi mề cấm sầm rạp đặc nòm bong phổ đại cầm bông sắc xa riêng vẹt bỏ prai đôi khi nè ở đây đại bị sai nút khi nhom trong chấm riệp tha cần lòng máu khi nhom chùa bọt bị sao lục bạ khăng nè nô khi nong cả để tới bỏ prai at bọt cái sai tiếng po đầm miên chiết tiếng po đầm miên on trạ chiết nương cứ rọp năm vận tải cầu bị ban sắc xa chùa mùi nương lục ru lõ nương ban có buồn chụp bạc bị sai cứ vạch chân nó cầm và và chân nào cầm ní bị đám cứ miền chia sì phao sơ sê đại tê rứa co chỉ bị bệnh đền nơi nô khôn ông và chân nào cầm đại sơ sê bình chồ nè cai máu co nhom bàn hạ cá chấm muối e f k riệp chấm chọn cón chia và chân nào cầm sầm rạp cả sài cứ dừng miền lủng đáp aso pi aso e đó là aso chọn cáo cứ aso dí nâng promo clear clone clear clone tương lai nè đại bị bạc phai nhớt rứ co đại miên nó khôn ăn tập bọt cái sai rọp nam nâng dục máu bình châu nó khôn vạch chân nó cầm nè và đầm lai sầm rạp vạch chân nó cầm nè cứ trầm tại đập trăm đô la phần nó hay cầm ra đo từ chiên bay rồi tụm bò cứ nhom bàn sọc rùa đời xa vạch chân nó cầm nè hay có chọn chai trầm lệ rồi bỏ lõ đo bằng ô nẹt sạch xa nâng thưa cái cả nghe bẹp bòn nâng ha pi sao ông khle ba hay có chất off stock đai hay chứ bà con trâu ca vạch chân nó cấm sầm rạp chui sầm rú đo ca bỏ prai ăn tập bật cái sai nâng ai cái sao xem xét ai tệ tôm mà efk mùi tiệt nó cứ nhom ban chùm nuôi pi sai pi grammar master grammar master tiếng buôn master ní chặt chia cầm nọp trộp đo pi sai chia càng mía rồi bảo efk academy đại từ tại bình chênh sản ác đây thì dạy bây đôi chìa bì khai bày khai màu ní khởi hình thà miền bóng phô ôn tràn chạp rõm nâng chiêu tơ chiêu bật tò bật tò chẳng cả nào dân riêng grammar master tiếng buôn master miền master 1 đó master 4 chọp hơi thì ní ở thà ca bỏ prai ảnh tập bật cái sai bỏ ra miền chiết bỏ ra miền ổn trả chiết nâng dục tơ pra nó không chùm niên xây xây tiết bàn giang lọ bật xa khi nhóm mình chạy thể thao thì chạy sẽ đánh đôi cả bỏ prai ăn tập bọt cái sai thằng này dương nâng khơi trong nội grammar subgroup để dương bàn sắc xa một hơi sau đó bóng vô đề riêng part of speak thì sẽ thế này cứ dương nâng bình nịch mới part of speak nó không ăn tập bọt cái sai này sau đó bóng vô đề riêng tenses riêng voices có đôi khi này nâng sắc xa ông bị clauses chạy đàm nâng cứ ai bình nịch mới không tìm nịch bàn chẳng ở đây đây xong khăn nó cứ EFK Academy tớp tại bà bằng riêng tiếng vẽ tam zoom tiếng vẽ tam video chương bằng ôn trợ ca sực xa trợ ca chiều sụp tháo tệ tôn màu EFK dừng khởi nhóm vì thế này có mọi khát về youth ngày nay dừng bỏ prai chỉ ca rụm lực bị bích nâng
សិក្សាអំពីពាក្យនិងឃ្លាថ្មីថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបង្កើនចំណេះដឹងវគ្គសព្ទពីសងខ្លះគឺវគ្គកសែតចំនួន8គឺតើបតែចូលរៀនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានហើយមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិស្សចាស់ចំណងជើងអត្ថបទនេះដាក់ថា Vietnamese authorities by relative សំដៅបាទ by relatives lawyers from meeting detained Facebooker ច្បាប់ចំណងជើងកសែតនេះក៏មាននៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Master ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Master 3យើងមានមេរៀនមួយគឺខ្ញុំរៀបរៀងពិសេសសម្រាប់ក្បួនវិយាករណ៍ចិត្ត10ចំណុចដែលមានប្រើប្រាស់នៅតាមចំណងជើងអត្ថបទកសែតដូចក្នុងទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រែថាម៉េចអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមហាម5បានកិរិយាសព្ទមានន័យថាបែនហាម5អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានហាម5សាច់ញាតិព្រមទាំងមេធាវីចឹងកលែងខមម៉ាក្នុងចំណងជើងកសែតមានន័យថាហើយបាទឯងបានហាម5សាច់ញាតិនិងមេធាវីមិនឲ្យជួប from យើងប្រែមិនឲ្យបាទបាទ someone from doing something មិនឲ្យជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំង detained យើងហៅថាជា past participle ប្រើជា adjective បាទប្រើនៅពីមុខ noun ចឹង Facebooker បាទ Facebooker អ្នកលេង Facebook អ្នកប្រើ Facebook បាទអញ្ចឹង meeting កន្លែងជើរ៉ានដែលយើងគិតទៅហៅថាជើរ៉ាន fresh ទាំងអស់នេះណាបាទជើរ៉ាន fresh noun fresh object preposition អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនេះគេសរសេរជា sentence មួយបាទសរសេរជា sentence មួយប៉ុន្តែហៅថា simple sentence អញ្ញាធននៃប្រទេសវៀតណាមបានហាម5សាច់ញាតិព្រមទាំងមេធាវីមិនឲ្យចូលជួបអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដែលអាញាធោចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះ Vietnamese authorities have barred relatives and legal counsels from meeting with a detained Facebook user under investigation for posting illegal content វិញយើងខាងនេះទៀត prompting criticism from an international rights group which called the move a clear rights violation ការបកប្រែអត្ថបទកសែតមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដោយខ្ញុំបានរំលឹកឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានរំលឹកមកហើយថាការដែលយើងបកប្រែអត្ថបទកសែតនេះគឺទិសដៅសំខាន់មែនទែនគឺក្រៅពីបានជ្រាបព័ត៌មានខ្លួនឯងដែលយើងអានដោយខ្លួនឯងយើងយល់ខ្លួនឯងហើយនោះយើងសន្សំបាននៅវគ្គសព្ទច្រើននិងយើងរក្សាបាននៅពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយមិនអោយភ្លេចអញ្ចឹង reading បាទវាជាប្រភេទនៃ reading ហើយបងប្អូនដែលរៀនវគ្គសិក្សាហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងព្រោះថារៀនមួយវគ្គអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចទៅអានខ្លួនឯងបានហើយបាទមិនចាំបាច់រៀនគ្រប់តវគ្គក៏បានដែររៀនតែមួយវគ្គយើងនឹងបានដឹងថាយើងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងផ្នែក reading ជាដើមយើងមើលពាក្យកំហំសិនបាទពាក្យនេះអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមគេសរសេរសម្រាយមកបាទកថាខណ្ឌទី1ជាកថាខណ្ឌសម្រាយចំណងជើងបានហាម5សាច់ញាតិនិងអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ក្នុងទីនេះបានដល់មេធាវីបាទអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺមេធាវីហើយហោហាយមកមិនអោយឆ្នាំយើងគ្រាន់តែបកប្រែសម្រាយចំណងជើងមកទេនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1នេះហើយស៊ើបអង្កេតរឿងបង្ហោះគេថាខ្លឹមសារខុសច្បាប់ illegal content content យើងប្រែថាខ្លឹមសារបាទនៅក្នុងសៀវភៅវិញ content ហ្នឹងយើងប្រែថាមាតិកាបាទមានវាជាពហុវចនៈបាទអញ្ចឹងអា prompting ហ្នឹងមានន័យថានាំឲ្យ prompt មានន័យថា causing ជាហេតុនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអីចឹងអឺននេះអឺនរបស់ក្រុមពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ1ហើយបានដែលយើងហៅ adjective clause មែនទេបាទដែលអង្គការនេះបានហៅឬចាត់ទុកវិធានការនេះ move នេះគឺភាសាកសែតប្រែថាវិធានការឬក៏ទង្វើនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត
clear rights violation violation គឺការរំលោភការបំពាននៅក្នុងវគ្គសិក្សាយើងមិនមែនបកប្រែរបៀបនេះទេនេះគ្រាន់តែជាការបកប្រែកំសាន្តផ្ដល់ជូនរំលឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការវគ្គសិក្សានៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់យើងយើងស្រង់ពាក្យស្រង់ clear ស្រង់សទិសន័យនឹងមានបញ្យល grammar ដូចគ្នាដែរគឺសម្រាប់ជូនបងប្អូនដែលសិក្សានៅក្នុងក្រុម Telegram យើងមានវីដេអូសិក្សាអញ្ចឹងមិនលំបាកទេបាទមិនមែនរៀនមិនចេះទេរៀនចេះជាងយើងទៅរៀនផ្ទាល់ក៏ថាបានដែរហើយការសាកសួរនឹងនៅតែអាចសាកសួរបានបាទដូច្នេះបកប្រែជាមួយខ្ញុំការបកប្រែពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកដាក់សម្លេងសំខាន់ដែរបាទហើយមានកន្លឹះលបោយបាទមានលបោយក្នុងការបកប្រែចឹងជើញបាទអាញាធរវៀតណាមបានហាមប្រាមសាច់ញាតិព្រមទាំងមេធាវីឬក្រុមអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាច្បាប់ឬមេធាវីមិនឲ្យចូលជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយបានដែលទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលជាប់គុកឬជាប់ឃុំឃាំងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរឿងគាត់បង្ហោះអ្វីដែលអាញាធរចោទថាជាខ្លឹមសារខុសច្បាប់ហើយបានយើងខមាមួយមកយើងសរសេរជា present participle phrase ជាហេតុនាំឲ្យមានការបរិហារិគុណពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលអង្គការនេះបានហៅទង្វើឬក៏វិធានការខាងលើនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយLed Lachman, Polish in southern Vietnam's Can Thơ city, arrested activist Lê Minh Thê, 60, for post on his Facebook page. They alleged were in violation of a vaguely worded law routinely used to suppress independent bloggers.and journalist អត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាកសែតគឺយើងមានឱកាសមើលចំណុច grammar ដែលយើងបានរៀនហើយដោយបងប្អូនរៀន tenses ក្នុងទីនេះយើងឃើញថា late last month នេះវាជា time expression ហៅថា past time expression គេប្រើក្នុង simple past មែនទេបាទនៅក្នុង simple past បាទកាលពីចុងខែមុនហើយបាន noun phrase ពលិសនៃទីក្រុងបាទប៉ូលីសនៅទីក្រុងកាន់ថើកាន់ថូនៃប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងប៉ូលីសនេះគឺជា subject ប៉ុន្តែបើយើងគិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា noun phrase បាទ subject របស់ verb arrested arrested past simple ដោយថាវាឆ្លើយទៅនឹង time expression នោះបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនឈ្មោះលេបិញថេឈ្មោះគាត់ថេមិនដឹកទេបាទលេបិញថេគាត់អាយុ60ឆ្នាំអញ្ចឹង arrest someone for doing something អញ្ចឹងអា for ហ្នឹងពីបត់បាទពីបត់ពីបត់អីពីបត់បង្ហោះណាបង្ហោះព័ត៌មានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់បាទយើងទៅមើលបន្ថែមទៀតដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាជាការបំពាន were in violation of នេះជាការរំលោភជាការបំពានបំពានអីអឹកហ្នឹងវាជា article មួយបញ្ជាក់ថាពីក្រោយវាមាន noun គឺអើនឹងអើរបស់ឡបំពេញអីបំពេញច្បាប់ដែលប្រើពាក្យស្រពេចស្រពិលអាពាក្យ vaguely worded យើងអាចដាក់ hyphen នៅចន្លោះបានព្រោះពាក្យនេះវាជាប្រភេទ compound adjective បងរៀនបងប្អូនរៀន adjective ក្នុង master 2យើងជ្រាបហើយ compound adjective ហើយគេប្រើ past participle ទៀតឃើញយើងអត់រៀនអត់បានទេច្បាប់ដែលគេបានប្រើពាក្យពេចស្រពិលប្រើពាក្យពេចសពិលមិនច្បាស់លាស់ហើយដែលច្បាប់នេះជាប្រចាំត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាប suppress suppress យើងប្រើបង្ក្រាបបង្ក្រាបពួកអ្នកសរសេរ blog ឯករាជ្យនិងអ្នកកសែតណាអ្នកសរសេរ blog សេ blog អ្នកបង្កើត blog បង្កើតវីដេអូណានិងពួកអ្នកកសែតឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងបានជ្រាបព័ត៌មានមិនមែនតែព័ត៌មានជាតិទេព័ត៌មានក្នុងតំបន់នេះចាត់ជាព័ត៌មានក្នុងតំបន់ហើយព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានផ្នែកនយោបាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអី
vì nó lơ dương này an dương này sao chỉ điều tì chẳng bạn này ta phía xa ní cứ sống khăn này hay phía xa để dương trừ bà hỏi bạn phá lâu ca nâng trừ ca tìm tìa sức xa dùl bì kè mơ mà đôi khi nhóm bạn chùm riêng phẳng đàm ấy khi nhóm nghe xuôn mình lục bạ nâng đôi xa khi nhóm bạn riêng kè mơ hay khi nhóm tàu riêng kè sát tư khi nhóm đăng hay mình dù bà mát khi nhóm ai bằng riêng bạn còn thà dương trừ ca riêng cơ rụ của sol và thaym chẳng tới xâm rạp bóng phô để chọn phở cơ rụ bằng riêng và số mà chạy tha ca bị chọn khai môn ní nó cố bá rư có bù lý nâu tì krong cảnh thớ nây bà tê Việt Nam phía kháng thức bồn rồi bị bỏ prái dương riêng phó sơ siêu kê ná bóng phô cả nà dương khơi nhà apostrophe ấy ní dương ăn mên bỏ đánh màu chẳng ấy dương bỏ kháng khao ní môn cáo bị khai xâm tố cáo bị trong khai muốn bộ lý nơi tì krong cản thớ nơi bà tế Việt Nam phía khẳng bốn bàn chốc tôi chạp luôn sạc cam ở chôn chmô lê mình thề ảy dụ học sập cho nắm rương quạt bằng hoa bò đẩm miến nơi lơ tùm bò Facebook tỏa luôn ở bọc quạt đài là nhà thông bộ lý cháu thả vỡ nó chỉ vỡ ở bọc post đại nhà thờ nâng chào tha ca bằng họ bò để miên ở bò quạt nâng vì rụng lốp bằng biến tờ lơ cho bạp muối đại bà tê Việt Nam thì được gọi ta cho bạp muối đại kê pra bịa bịch sọ bịch sọ bẩn chỉ cho bạp đại là nhà thờ pra chia bà chăm tờ hai đầm bay bằng crap tờ lơ bộ nẹ sơ sê blog nâng bộ nẹ cả sai ai kể riêng mì nìa thề mình đỡ nó bà thề was charged with abusing the rights to freedom and democracy to violate the state's interest and legitimate rights and interests of organizations and individuals under article 331 state media reported at the time việc bẹp con chúng mui nâng merin direct indirect speak phong hay merin direct indirect speak này sầm khăn mình ai nẹt bỏ prai cả sai mình riêng bàn tê master three merin tì mui bộ đội bẹp bỏ prai pina tàu nam muốn nâng kịp prap khăn ông tì nu ở hay đội bẹp đồ pia đồ adverb đồ pronoun đồ ấy nâng miền sập cột hay miền cả này mình đồ tiền mình thế mà chẳng dừng mơ pia cả hòm sân mà to be charged with bịa bạch trái cái tê á, dương riêng cái sai nó dương che bịa bạch trái cái tê tiền bị pru tha bịa cho bạc căn đôi bịa chai như chăng kiện gì bị ca cho bạc căn pleo cả miền này thà chỉ ca cho bạc căn đòi phủ lý rư co là tổ la ca ấy nó kịp ra bịa chai bản ta đặc biệt đôi thà cho bạc căn cào cho bạc căn mình sâu miên phò tàng ấy dương ai bị ra bị alleged dương ai bị ra bị accused chăng lục thề nó cho cháu bị bọt nhé rư co lục thế tự ban anh nhà thố cho bậc căn bị bọt rụng lộp ấy bạn rụng lộp sệt cả tha sệt sợi phép nâng bậc chia tập tài đại vi rụng lộp gì đó sản rụng lộp rụng lộp từ lơ bậc giáo cho bậc ruột nâng sệt sọp chụp bập prom tiền paul bậc giáo này ông cá nâng bục cồn chụp bập kia nè hay chứ bạp này cứ thật nó có mẹ tra bây rồi xàm sập mùi dường bỏ bá dường bỏ bị kháng kháu này môn bàn dường tốt kháu của bạn đây bật tạm bà bọn sắp xài rồi bỏ rốt này bởi tế Việt Nam bàn riêng ca nâu bê nụ thả lúc thế trời bàn cho bà cánh bị bọt rùm lộp bùm tiến xếp xe rầy phép nâng bà chia thập tay đài rùm lộp tờ lơ bà giao rồi bỏ rọt thạp bị bá nâng sết sọp chút bắp sết nâng phòl bị dọc sọp chút bắp nây ông cá nâng ai cái tạ chuẩn để thật nô kào mịt ra bây rôi xàm sập mùi kào mịt ra bây rôi xàm sập mùi. On Friday, Thay's younger sister Lê Thị Bình told OFA Vietnamese staff guards at the Long Toyen Detention Center had refused her family the right to see him, although they agreed to let them deposit money for him to buy food and other necessities, as well as
deliver him some meals. Pia class young chuộc via mặt đong, young can chuộc via bay kai, chuộc via galach nam, pia class nang chuộc mặt đong, sung a tha lane chuộc ra hold. But that by young an, by young an, nhịp nhọp tới young chuộc pia đã đai đôi tap nhiều đôi tay. Dương ban rụm lực bia mà chùm nuôn nó cứ tha dương an rồi thằng ấy dương chua tới mà bắt tùm tinh thế mà chẳng phải giàu nha này cả an ở tập bọt cái xài thấy bong ôn đã chua ca lụng bạ nó đòi xa đồng bốn dương nợ sau gà mơ phong hay dương mình toàn chua vẹn sực xá dương à chư có ba vừa mục nâng bia hay nâng lụng đập này cả bỏ prai bì nà tàu nà bình tay bởi dương chua vẹn sực xá bỏ prai hay bình nịch mơ tam video đại lục rũ bỏ prai chư cùng rù nâng nghĩ tế bà mơ bị lục bạc sân bà chân ca bị thằng ai sọc nâng adverb of time này nế bà adverb phrase of time bà younger sister bà ôn sợi bị detention center detention center này mình đây tham môn tì khung khang môn tì khung khang bà sân chìa môn tì khung khang cầm nọt màu đôi sai sắp bầm bay màu ấy dừng bà bị custody hay bị rập xu bằng ôn riêng part of speech đằng ấy vì ai trâu cao ọc chích bì cái lại này nè bà dân mơ tùm ruộng bảo vía rập xu someone something rập xu đó deny chăng bà bà đi xa mình bắt đầu xích ở cửa xa rồi bà lùa nắng chuộp cho mùi nắng bọn bọ deposit money bà đọ lưới rồi đạ lưới necessities và thọ chạm bạch và trái buồn và thổ chạm bạch hay deliver có việc trâu cả object ban đài mà object P deliver someone something cứ tha norm á và norm à ha mua chùm nuôn dục tự chùn con pizza deliver nên đôi bring chân chân bỏ prai cho mùi nhóm hay nó không vẽ bỏ prai ạ bọt nên cứ xa xa nó xa miên ổ cả bỏ prai môn hay nó phê đầy miên video lô cừu bỏ prai còn là tiền toàn chẳng nghe vô là tệ bà cừu như vậy đã bị vẽ bỏ prai bị bố tha bọn phô đại ban sắc xa khăn nông cùng rất khắp buồn mà trầm intermediate nâng ai cho riêng bàn hay riêng tại grammar master 1, master 2, job cho riêng master 3 hay riêng cả sai bàn hay dân vô tư anh vọt chùm liên ai xem xe bàn cá bị thằng ngày sọc ôn sợi bằng cá rồi bỏ lục thể chmô lê thi bình nâng dân hào thà noun in a position rồi có a positive noun mình chăng này bà a positive noun cá bị thằng ngày sọc ní ôn sợi bằng cá rồi bỏ lục thể đại miên chmô thà lê thi bình bàn pháp vịt chú a di sợi đại sai chi bì sao Việt Nam thả noun clock tha chmam vô cả lại mình ti khung kháng miên chmam chmam rư co nẹ diếm nơi mình ti khung kháng lòng thôi gian và nơi mình ti khung kháng nắng cứ mình prom bắt đầu sách rư co tha bắt đi sách mình bắt đầu sách ao kru sa rồi bò quạt nắng bàn chuốc chùm muối nắng bong pro quạt nụ tê tôi chia phụ kế bàn prom an ở nhà được cái dương prai tập pon tai của bàn này bà although adverb clause of concession pon tai phụ kế prom an ở nhà ở hàng krusa nhà chụp khung khang nắng cứ đồng call pra sầm rap bong pro đại chụp khung khang nắng đầm bay miền pra cả nắng tình mà hồ bà ha nâng vật thổ chạm bạch pra same same nấu non mình tì khung khang prom tang prom tang an nhát ao nom vô cả hai mũi chùm nuốn vô tại ao quạt bàn thì xả phong on Wednesday I went to the detention center to see my brother Tay and send him some food she said chân dân khơi nhà quotation mark nó dân đăng tha vị chia prepared direct statement và mình này tha sầm đầy đỏ sòng sầm đầy đàm tiếng sòng chẳng dừng bỏ prai nè ôn sợi rồi bỏ nẹ chọp khung kháng và chung một quạt lề thị bình nhớ và lề thị bình
บานเมียนประสาขนงสมได้ดาวโดยชนัยทาก้าปิดไงปวดเมียนขย่มบานเตอการบันตีคมแข็งขย่มบานเตอการบันตีคมแข็งบองปลอกขย่มดำใบสู่สกตกบองคือสู่สกตกบองเทหนึ่งบานพญาจมในอย่าหาคละคละเอากวดบานปิศา However the detention center staff said I could not see him while he is under investigation I called the investigation team but they did not answer នៅក្នុងសម្ដីដើមបន្តទៀតបាទយើងឃើញ however however នេះតាម grammar master 2តាម grammar master 3យើងហៅថាជាប្រភេទ half conjunction ឬ conjunctive adverb កណាឃើញវាយើងដឹងថាគេតភ្ជាប់នៅក្នុងប្រភេទ compound sentence បាទចេញមកយើងដឹង compound sentence អត្ថន័យដូចបាត់ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែគេហៅថា conjunctive adverb ពួកបាត់វាជាប្រភេទ coordinating conjunction ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនេះនេះយើងឃើញ policy case បុគ្គលិកstaff នេះគឺគេសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកភាគច្រើនគេបុគ្គលិកទាំងអបុគ្គលិករួមប៉ុន្តែបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់យើងប្រើ staff member ឬ staffer ទូយ៉ាងណាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខាងលើនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាឬក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចចូលសួរសុខទុក្ខបងបានទេខណៈដែលបងប្រុសនឹងកំពុងពាក្យថា to be under investigation កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតណាគាត់គិតថាកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងយើងបកប្រែបានណាណាប្អូនស្រីរបស់ជនដែលជាប់ឃុំឃាំងបាទឬក៏ប្អូនស្រីរបស់សកម្មជនដែលជាប់ឃុំឃាំងនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមុនដំបូងថាឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានបដិសេធវិញថាទោះយ៉ាងណាបុគ្គលិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលមិនមជ្ឈៈណាទោះយ៉ាងណាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចចូលសួរសុខទុក្ខឬជួបបងប្រុសខ្ញុំបានទេខណៈដែលបងប្រុសហ្នឹងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពេលនោះខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទទៅក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតភ្លាមតែខាងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតមិនបានលើកទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំឡើយចឹងបើគេសួរថាអានឹង sentence ស្អីបងប្អូនឆ្លើយថាម៉េចទៅឆ្លើយថា compound complex ពោលវាមាន compound sentence ផងមាន complex sentence ផងបាទ Bing who completed a 2-year jail term on the same charge in late 2022 said that Thế Bình Thủy districtPolice had yet to provide her family with any documents related to Tay's arrest, including a report detailing a search of their homes on February 22nd. Okay. ពាក្យ jail term រយៈពេលអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ term កន្លែងនេះប្រែថារយៈពេលអនុវត្តទោស jail term រយៈពេលជាប់គុកនៅក្នុង grammar master 2ក្តីនៅក្នុង grammar master 3ក្តីសុទ្ធតែមានមេរៀននេះពោលថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង pronoun relative pronoun វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង clause អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺប្រភេទ clause ប្រភេទ who clause នេះកណា antecedent វាជា proper noun ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺគេដាក់ comma អញ្ចឹងបងប្អូនស្រីហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរឥឡូវបងប្រុសគាត់ជាប់គុកម្ដងโอเคเลธีบิงบ่าเลธีบิงได้บานอนุวัตโตจบปนตนีกี2ឆ្នាំจบสอบครบคอมพลีทบัญจบบ่าเลธีบิงเนี่ยนางบิงได้บานบัญจบการอนุวัตโตក្នុងปนตนีกี2ឆ្នាំក្រោមบัดចោតដូចគ្នានឹងបងប្រុសកាលពីចុងឆ្នាំ2022នេះបាននិយាយថា said that នឹង noun clause ហើយចាប់ពី who មកដល់កន្លែងនេះយើងហៅថា adjective clause បាទបាននិយាយថាហើយបាននេះសັບចិច្ចបាទ police ស្រុកបាទ police ស្រុកបិញធុយឈ្មោះដូចមនុស្សចឹងដែរ police ស្រុកបិញធុយ
นื้อมันตอนจังอาปี had yet to นี่ had yet to we มาปี have yet to อันนั้นมีในท่า passing post ปัจจุบันตอนนี้บ่าวเวียโดย past perfect negative จังนะบางคนบ่าเรียน present perfect ก็จูบได้ก็นี่ก็เรียกท่าท่าไม่ท่าปุ่นลีนื้อสระบินถอยนื้อมันตอนพัดดอลไอกระซ่าเอาครูซากวัดโนไลเต้provide ยังประ provide someone with something มันตอนพอดอลเอาครูซากอดนึงในไอเกษานะได้เปะปอน related แบบ present but past participle ไอเกษานะได้เปะปอนตนึงการจับคลุนบองลายเตได้ขนมนุรูมีนโรบายการมุ้ยได้ลุมแอดปี detailing line present participle แบบได้ลุมแอดอมปีการใช้เชลุมในฐานในไงมาพีปีแค่กลุ่มเพื่อนอย่างฉันวิมีนปัญหาหนึ่งการอ่านวอร์ดฉบับหนึ่งเวียตรสตองดาเตียน OSA called Officer Key who is investigating Tay's case but he refused to confirm Bing's claims and referred further questions or inquiries to the Bing Thoi Police Departmentอาซีสไรบานตูรสับเตอร์มันตรีชโมคีได้เนี่ยมันตรีชโมคีได้กลุ่มปงเซอร์บังเกตการในลูกเทนังได้แต่ลูกคีปาริสไซด์มันโปรเหมือนเจ้ารับชูทูคอนเฟิร์มแต่ลูกคีปาริสไซด์มันโปรเหมือนเจ้าอัมพีกาจอประกันแคลนปลายบานปีปลายตะกาจอประกันหรือกาอาอังมันโปรเหมือนเจ้าอัมพีกาอาอังระบบลูกบิงนูเตนังบานบ่งไว้สมนัว peer referred inquiries inquiry มันเรียก questions นังบานบ่งไว้สมนัวบันทามเตี้ยจ่องดังเอาตัวสู้ค้างสนองกาปุลีบิงถอย department ยังอายปลายทาอธิการทานกับบานนั้นนะบ่าจ่องดังเอาตัวสู้อธิการทานอธิการทานสนองการทานไปแปะปอนึงปุลีสรกหรือปุลีไข่จึงตามกันเลยนี่คือปุลีสรกคืออธิการทานA staff member at the Bing Thoi Police Department told RFA that a reporter would have to meet with senior officials in person for any information about the case. Then, a staff member is a staffer. Bukalik mana? Ini sebenarnya bukalik mana? Mana? Bayangi staff bukalik room.บุคลิกมันเนี่ยในอาติการทานนโกบาลสระบิงถอยบานปรับวิชูอาซีเซรัยธาก็ปรับทำไมทานเนี่ยยกปอดมีนามันเนี่ยก็ด้อยหนึ่งเต้ยต่อจูบจูมวยหนึ่งถนัดเลยซีนีออฟฟิเชอร์มันเต้ยถนัดเลยมันเต้ยจอนขั้วก็ทานเนี่ยยกปอดมีนาก็ด้อยหนึ่งเตยต่อจูบจมวยนั่งบรรเทยถนัดเลื้อดอยตัวไปอินเพอร์ชันนั่งคือเตยเหม็นตูซับนะต่อจูบดอยตัวบะจองบ้านปอดเบียนบรรเทยมอมปีกาอะไรนี่เนี่ยปอดเบียนไปคลางหยาบได้ไหมเนี่ย State media reports detailing Tay's arrest claimed he had posted illegal content on Facebook but did not specify what postHad violated the law. ขนมการีน grammar กลายนี้ยังเคย present participle ได้แบบนี้ค่ะแต่ present participle fresh แบบดาตัวจะ adjective fresh มาดอลเตอร์มาเรชนี่นี่ noun fresh subject มาตามระบายการประปอนสับสายระบบรอดระบายการเนียนนี้ได้จบสายตามประปอนสับสายระบบรอดได้ลงแอดปี detailing ได้ลงแอดปีการจับคลุนลงเทนุเจ้าถานี่แคลมนี่อาจจะอ้างได้เจ้าเจ้าประกันถาลงเทบ้านบังหอกนี่ perfect บ้านบังหอกเนื้อเอาไว้ได้แก่หาถาคลำซาเข้าฉบับโนเลอร์เฟซบุ๊กปนตายปนตายนี่คือเจียประเภท compound sentence เหมือนเต้บางประเด็นแบบให้สับจิตจะบอกเวียนคือรีพอร์ตปัญใต้รูปใบกาแต่งหนูมันบานหนีเยอจอมทาตาวอดโพสต์ให้ตาตากาบองฮอเอาไว้เต้
បំពេញច្បាប់នោះដែរអញ្ចឹងចាប់ពីវត្តនេះទៅយើងហៅថាវត្ត clause noun clause object របស់ specify ការដែលសិក្សា grammar បានច្រើនស្គាល់ធាតុបច្ច័យបើសិនណាបាលីវិញស្គាល់ពាក្យនិងស្គាល់ដល់កំណើតរបស់វាស្គាល់ពីប្រភពរបស់វា The last post on Tay's Facebook account concerned US President Joe Biden's visit to Ukraine on February 21st, while other posts included content about Vietnam, a police summons for his sister, information about homegrown electric car maker VinFast, and a recent OFA article about a fortune teller turned priest. ឃើញពាក្យក្រហមក្រហមតាមពិតបងប្អូនដែលរៀនយករួចហើយលោកមិនចាល់ពាក្យទេប៉ុន្តែយើងបង្ហាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែរៀនថ្មីថ្មីហើយ noun phrase អីយើងមិនរៀនអត់បានទេព្រោះយើងត្រូវរៀន phrase ត្រូវរៀន sentence ត្រូវរៀន clause ហើយមេរៀន phrase sentence clause នេះមាននៅក្នុង master 3ដូច្នេះហើយបានសៀវភៅ grammar master យើងនឹងគឺសិស្សយកទៅសិក្សាទៅគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ហើយស្ងាត់ឲ្យឆឹងបាទហើយលោកគ្រូនៅតែទទួលការសាកសួរការរិះគន់កែលម្អគ្រប់ពេលវេលាសប្បាយចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលបានទិញយកទៅហើយក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយវត្ថុល្អរបស់ល្អរៀនឆាប់កន្លងមកយើងរៀន grammar ដល់ទៅ10ឆ្នាំមិនទាន់ចប់ផងបាទពេលនេះអត់ចាំបាច់ចឹងទេគឺថាអាចរៀន3ខែបាទអាចរៀន3ខែចប់ grammar ព្រោះ grammar ហ្នឹងមាន4ក្បាលយើងចង់មើលលឿនក៏បានមើលយឺតក៏បានហើយបើរៀនតាមវីដេអូវិញក៏យើងចំណាយពេលមិនយូរប្រហែលដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះព័ត៌មានចុងក្រោយនៅលើ account Facebook របស់លោកថេពាក់ព័ន្ធនឹងបាទ concern នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរនេះ object វានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃ21ខែកុម្ភៈរីឯការបង្ហោះផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានខ្លឹមសារនិយាយអំពីប្រទេសវៀតណាមណានិយាយអំពីដីកាកោះហៅរបស់ប៉ូលីសសម្មិនបាទដីកាកោះហៅបាទដីកាកោះហៅរបស់ប៉ូលីសកោះហៅប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងអាពាក្យ home grown ផលិតក្នុងស្រុកពូវៀតណាមគេមានរោងចក្រផលិតរថយន្តបាទ car maker ហ្នឹងគឺ auto maker ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីគឺក្រុមហ៊ុន VinFast របស់វៀតណាមនឹងថ្មីថ្មីនេះគាត់បង្ហោះអត្តបទមួយរបស់អាស៊ីសេរីដែលនិយាយអំពីហោទាយបាទហោរាទស្សទាយម្នាក់ដែលបានคล้ายទៅជាបព្វជិតតបួសបាទហោរាទស្សទាយម្នាក់ទោះទីទៅក៏បានចូលបួសទៅ Looking at his live streams and other content on Facebook I didn't see anything against the state being told RFA noting that most of the articles he shared were published by state media យើងបកប្រែពីកន្លែងបិញនេះបាទប្អូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាលេធីបិញបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាlooking at ឡើងជា present participle ដែលអាចប្រើប្រាស់ជំនួស adjective adverb clause បាទវាអាច adverb clause of time ឬ adverb clause of reason បាទ of condition បាទ time ឬ of condition នៅពេលដែលយើងទៅពិនិត្យមើលlooking at នេះមានន័យថា when we look at នៅពេលដែលយើងទៅពិនិត្យមើលការ live stream ណាបាទនៅពេលដែលយើងទៅពិនិត្យមើលការ live របស់គាត់ថ្មីថ្មីនេះនឹងខ្លឹមសារដតីទៀតដែលគាត់បង្ហោះនៅលើ Facebook ហ្នឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញស្អីដែលវាផ្ទុយដែលវាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតលតែសោះ
อุนสไลทางจังดาวสตรีจีบอุนสไลบัญเจธาพิจารณาในอัตบัตได้บองประกอบใจจุ่มเลยหาแต่แชร์ในตามบันไดสังคมนั้นสอดแต่จบซ้ายดาวประปอนสอบซ้ายระบบรอดโยโปรดมีระบบรอดโยเติบซ้ายได้นั่งก็ทางเจ He talked about some corrupt government officials who had already been arrested ปีนี้มันหลุดบาดได้ขยมกรณ์จองไปเจ้าทางการบอกปลายกระแสวิสมบูปีมักสายมักสายให้ยังบอกปลายปีนาตนามุนขนมตีนี้ยังบอกปลายปีนาตนามุนคือ official มาบนไตรรัฐาปีบ้าได้ปกรุลุยคละหรือมูจำนวนนะปอนไตรบานเรียบรอบติดถาบองปลอกล้วนกวาดในเย่อมปีมนตรีรัฐาปีบ้ามนตรีปกรุลุยนกนกรัฐาปีบ้ามูจำนวนได้ปุเกตรบานอัญญาโทจับหยอดกุ๊กออกหาย He also live streamed a video about polluted wastewater in his neighborhood บองปรอระบกวาดได้จอบคุมแข็งนู้กว่าบานไลฟ์วิดีโอมวยได้กว่าบานไลฟ์วิดีโอมวยได้วิดีโอนั้นกวาดไลฟ์ในยี่อังปีตึกซอยแบบตึกกะสมนอลตึกซอยได้ก็ควาพลุทิ้นก็ควาหรือปลบาตึกซอยก็ควาได้เมียนในดับบอนดับกอดรถในเนบฮูดดับบอนที่สังกัดได้กอดรถใน prior sentence on same charges the charges facing Te are the same ones he was sentenced to 2 years in prison forin March 2019 ចឹងលោកថេនេះមិនមែនទៅតែជាប់គុកពេលនេះទេគឺថាគាត់ធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងមកហើយតែពិតកន្លែងនេះជាចំណងជើងបន្ថែមទេចំណងជើងអមបាទនិយាយអំពីទោសពីមុន prior sentence ទោសដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុនហ្នឹងគឺជាទោសដែលជាប់នៅក្រោមបទចោទដូចតែគ្នាហ្នឹងthe charges facing បត់ចោតដែលលោកថេកំពុងតែប្រឈមពេលនេះជាបត់ចោតដូចគ្នាដែលគាត់ណាដែលគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំម្ដងរួចទៅហើយកាលពីខែម៉ាច់បាទខែមីនាឆ្នាំ2019ដូវ COVID នោះបាទ He completed his jail term in July 2020accounting for time spent in detention prior to his conviction លោកថេបានបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានន័យថាលោកថេបានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំបាទរបស់លោកចប់សពគ្រប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020 accounting for ប្រែថាដែលមានបាទដោយមានទាំងពេលវេលាដែលគាត់ជាប់ឃុំឃាំង time spent in detention ថាពេលវេលាជាប់ឃុំឃាំងដែលរួមមានទាំង accounting for ហ្នឹងបាទដែលគណនារាប់ទាំងពេលវេលាដែលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងនៅមុនការកាត់ទោសបាទ conviction បើថាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសឬការកាត់ទោស prior to ថ្នាក់នៃពាក្យ preposition បាទនៅមុន Both Tay and his sister were refused visitsfrom their families while they were under investigation for their earlier charges. A policy Hanoi Bar Association lawyer, Ha Thuy San, told RFA, is only applicable to people accused of committing offenses against national security, which they were not. Then,អញ្ចឹងយើងឃើញ both i នេះយើងហៅថាជាប្រភេទ correlative conjunctions មានន័យថាជាប្រភេទ conjunction ដែលប្រើជាគូយើងប្រើថាទាំងលោកថេទាំងប្អូនស្រីរបស់លោកសុទ្ធតែត្រូវបានអាជ្ញាធរបរិស័ទមិនឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខពីសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើយខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេត
Okay, rập chú dừng đăng hay vì trâu cả ốc chích bì ở khăn ông tình ní vì chìa phát xìu. Tiếng lục thế, tiếng phá ôn xây rồi bỏ lúc, xót tay trâu bàn ở nhà thố bạc đi xét. Mình áo miên ca xua sọc tục bì xâm nạ cừu xa rồi bỏ phòng khuôn. Khả nạ đại phụ kê cùng bông thật kông ca sơ bằng kết. Chúng bố bắt cháu môn môn rồi bỏ phụ kê. Chúng bố bắt cháu môn ní rồi bỏ phụ kê. Bố cứ chỉ côn vô bài muối. Giờ lấy nhắn. Chỉ côn vô bài muối đài mê tử vi rồi bỏ xa mạc cung mê tử vi Hà Nội. Biết ba xô xe sân nhưng bà ta xa mạc cung mê tử vi bà. Chỉ côn vô bài muối đài mê tử vi mà nè. Đài thật nơi xa mạc cung mê tử vi thì cồng Hà Nội. Chúng mua hà hôi sân. Bạn pháp vật chủ ở dì giờ đây thà cô nội dụng bài này cứ ảnh vọt tài. Applicable nó mà bị apply ảnh vọt. Cô nội dụng bài này cứ cái ảnh vọt tài chung phố mà nụ ná. Đại chọp cháu bị bọt excuse out nè bà. Chọp cháu bị bọt bỏ bệnh committing. Bỏ bệnh bọt lầm mơ. Đại bỏ chăng nâng xoắn tì sọc chết bỏ nọ. Đại bọn phá ôn bì nạ nâng cứ ọt phòng. Ọt phòng. Ok. Nhưng chất chọp hai bà. Nhưng chỗ đó kháng ông ca sĩ mình luôn. Phil Robertson, Deputy Director for Human Rights Watch Asia Division, said there is no acceptable reason for authorities to prevent legal counsel and relatives from visiting Thay. Nhưng riêng grammar hai, nhưng từ khơi kê sổ xê cả sát. Dương đôi thạc cái nhá, đôi thạc lo mà lại thế, mà kê sơ xê bàn lo mà lại thế, cứ kê sơ xê át tập bọt bộ đồng miên, mình dùm khăn bộ đồng miên ấy đấy bần tay. Dương khơi những kê sơ xê và dưa co nóng trâm trâu lo nè. À vậy để dương bàn riêng sốt màu nóng mên, dương riêng grammar xênh, dương tổ bỏ bài xênh, dương tổ án xênh. Cứ thả vậy để dương riêng hơi nóng, dương màu khơi những tin đi tầng ọ. Thế nhé bà, Lục Phía Robertson. Đại chia này dụ rộng, bố này dụ Pratt Adam. Lục Phía Robertson, đại chia này dụ rộng. Đồng bón là gì? Division cứ phân này. Phân này đồng bón, cái chạy chia phân này đồng bón là gì? Đồng bón ấy chân thơ. Lục Phía Robertson, đại chia này dụ rộng, bà chăm đồng bón là gì? Nơi ông ca khuôn mơ giật thị mà nó chung mua Human Rights Watch bàn thả lãnh thà. Vì khi mình hẹt Paul để ai từ tù dục bàn tòa tới sọ. Chúng bố ở nhà thô từ riêng riêng cổng mê tỷ ví. Nâng sạch nhiệt dần đán rồi bỏ nẹ chọp khủng khen nâng. Mình áo từ xu sọc tục lục thể nụ. Thằng chẳng gọi mình hẹt Paul. Every time the authorities commit such a clear rights violation, it undermines Hanoi's claims to be providing free and fair trials to those it prosecutes in court, he said in an emailed statement to RFA. ការបកប្រែកសែតហ្នឹងគឺបងប្អូនបកប្រែព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការផ្លូវច្បាប់យើងមិនបានចូលសាលាច្បាប់មែនប៉ុន្តែយើងក៏បានយល់ដឹងពីចំណុចច្បាប់មួយចំនួនផងដែរព្រោះយើងអានយើងចេះដែរអានយើងចេះដែរហើយបើសិនថារឿងនេះនិយាយពីការបោះឆ្នោតយើងក៏បានដឹងពីរបៀបរបបពីច្បាប់ទម្លាប់ខ្លះនៃការបោះឆ្នោតបើយើងអានអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វកង្កោកយើងនឹងចេះពាក្យពីរឿងសត្វកង្កោកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីជាសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះលោក Phil Robertson បានថ្លែងថាប្រហែលហ្នឹងក៏បានលោក Phil Robertson បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគ្រប់ពេល every time គ្រប់ពេលដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រព្រឹត្តនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្បាស់ក្រឡែតបែបនេះនោះវាសំដៅទៅលើអាញាធរហ្នឹងណាបាទវាបំផ្លាញឬក៏រឿងបាទគ្រប់ពេលដែលអាញាធរប្រព្រឹត្តនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្បាស់ក្រឡែតបែបហ្នឹងវាបំផ្លាញ
ឬបន់ពាក្យថាពាក្យថា undermine បំផ្លាញឬបន្សោយវាបំផ្លាញនៅការអះអាងរបស់ទីក្រុងហាណូយដែលអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែផ្ដាល់នៅសវនាការ trials ការកាត់ទោសឬសវនាការសេរីនិងយុត្តិធម៌ដល់ជនទាំងឡាយណាដែលខ្លួនកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការ prosecute ព្រោះអាហ្នឹងគឺចែងអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងចែងថាសវនាការត្រូវតែយុត្តិធម៌សេរីនិងយុត្តិធម៌ឲ្យកាត់ទោសក្នុងតុលាការអញ្ចឹងនេះខាងស្ទីមនុស្ស What's clear is thatThe police believe they enjoy impunity to do whatever they want and that laws do not necessarily apply to them. សម្ដីផ្លែផ្កាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនខ្លោះយើងឃើញថាកន្លែងនេះមានខ្លោះដល់ទៅ2វាមានវត្តខ្លោះមួយវាមានដែតខ្លោះមួយវត្តខ្លោះក៏ជាសាប់បូរណេតខ្លោះដែរសាប់ជីកហើយដែតខ្លោះជាណោនខ្លោះសាប់បូរណេតខ្លោះដែរប៉ុន្តែ compliment ហើយវាមានអាណោនខ្លោះអប់ជីកបន្តទៅទៀតអស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទលោកហ្វីរ៉ូបឺតសិនបានបកស្រាយបន្តទៀតថាអ្វីដែលច្បាស់បាទអ្វីដែលច្បាស់ទៀតនោះគឺថាប៉ូលីសជឿថាពួកគេមាននីតិធម៌ impunity ហ្នឹងគេថាភាពរួចទោសបែកគេថានីតិធម៌ enjoy ហ្នឹងសប្បាយឬមានគឺថាប៉ូលីសហ្នឹងមានជំនឿថាពួកគេមាននីតិធម៌ក្នុងការប្រព្រឹត្តអ្វីដែលពួកគេចង់ប្រព្រឹត្តអ្វីតាមចិត្តហើយថាច្បាប់នៅវៀតណាមហ្នឹងគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់អនុវត្តចំពោះពួកគេឡើយពេកហើយ Robertson said the fact that they were arrested for expressing his opinions on his Facebook pageDemonstrates the Vietnamese government's intolerance of dissent. លោកហ្វីរ៉ូបឺតសិនបានមានប្រសាសន៍ថាអាហ្នឹងវាជាប្រភេទមែនខ្លោះហើយខាងក្រោយនេះណោនខ្លោះបាទហើយវាមានអាណោនខ្លោះក្នុងនឹងមួយទៀតលោកហ្វីរ៉ូបឺតសិនបានមានប្រសាសន៍ឬបានថ្លែងថាអង្គហេតុដែលថាលោកខេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទឬដោយសារតែសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួននៅតាមទំព័រ Facebook ខ្លួនឯងនោះបង្ហាញថាអាពាក្យ demonstrate ឡើងមានតែ show បង្ហាញមិនថាទេណាបាទបង្ហាញពីការមិនអត់ឱនអធិស្ស្រ័យណាបង្ហាញពីការមិនអត់ឱនអធិស្ស្រ័យដល់ការប្រឆាំង dissent ហ្នឹងគឺការប្រឆាំងជំទាស់នៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនអត់ឱនទេ Although freedom of speech is a universal human right and should not be criminalized in Vietnam the authorities often harass intimidate and arrest anyone speaking up against government policy he said លោកហ្វីរ៉ូបឺតសិនបានថ្លែងបន្តទៀតថាadverb clock នេះអត់ទៅណារួចទេទោះបីជាសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីជាអ៊ីហ្នឹងញ៉ាជាអ៊ីហ្នឹង linking verb មែនទេបាទទោះបីជាសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលហើយសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនេះគេមិនគួរដាក់ទោសប្រមទ័នក៏ដោយចោះ criminal line ហ្នឹងគឺថាដាក់ទោសប្រមទ័នណាហើយand shoot នេះសំដៅទៅលើសັບជីករបស់វានេះអញ្ចឹងទោះបីជាសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីជាសិទ្ធិមនុស្សសកលមួយហើយមិនគួរត្រូវបានគេដាក់ទោសប្រមទ័នដោយសារតែនិយាយស្ដីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយចោះឬក៏យើងនិយាយថាក៏ដោយចោះប៉ុណ្ណឹងណាបាទក៏ដោយចោះក៏នៅប្រទេសវៀតណាមអាញាធរជារឿយៗតែងតែតាមយាយី harass យាយីបៀតបៀនតាមយាយីបំផិតបំភ័យនិងចាប់ចងជនណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិប្រឆាំង speak up again ហ៊ាននិយាយប្រឆាំងហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបកប្រែទេបាទ anticipating another significant jail term for Thay Robertson called on the international community to take action.
anticipate nâng sẵn khâm, sẵn khâm tục chìm môn và significant jail term rung bâng á và đôi rung bâng tha nâng miên tô rứa gò đai đôi rung bâng tha nâng trừ miên tô cho bôn tình yêu kia significant nâng chẳng dây ta ai dù á và đôi rung bâng tha ai nâng miên cho tô bôn tình yêu kia mùi lơ tiết mình khan xâm rạp lục thế nô tớp lục phía rực bật sân bàn sân ông piêu níu tớ giả cung ơn trả chết ở chú chắc vì thiên là cả phong thả chùi mơ mơ phong. Okay. Foreign diplomats should be demanding that Hanoi stop these kinds of arrests and immediately and unconditionally release Thế Lê Minh Thề, he said. Ai thật dòng cáo ý mẹ nế. Lục phía Robert Sơn bàn thay tiết tham một trái ca tụt bò rợt tế cua tay tiềm tìa nâng dân hào tham bập hết nào khóc sắp chẳng thiêu tiết bằng bộ Master 3. Một trái ca tụt bò rợt tế cọp bày tiềm tìa ai tì krong Hà Nội bằng chụp nơi ca chập chọn bập hết nì nâng tiềm tìa ai miên ca đón lên chi bẩn toán nâng đòi ất lẹ khăn chung pua Lục Lê Minh Thề vô khăn sĩ mạng nước kê trâu này dây bí rừng sĩ mạng nước bạp này ai chẳng ạ tập bọt này đo tì bình chọc hai bà bọ bá đòi Anna Vu Edith bà cắt tó đòi Josie Lippes nâng Malcolm Foster nâng bọ bá xâm rùl xâm rộp xâm rùl chun chì bì xa khám ác đòi phí nhóm bạc chăn bùn á EFK Academy xâm khâm tha ca bọ bá ạ tập bọt chạy rùm lệ ní bà nà thạp bì giáo đo xa xa nô xa để bàn sắc xa nó EFK phong nâng nâu tì đợi tây xinh xinh tịt phong bọn bọn để bàn tình chiêu grammar master tiếng buôn các bàn phong để bàn riêng grammar toàn phong riêng cực sạch bà mạng chích đọc chùm non đi phong hay nâng bọn bọn đại công phong tại tạm đàn xa vay nhau mình toàn cho chùm một chùa riêng ai mơ hay ai bởi nhập rủ rõn cho chùm một chùa riêng nâng tình xịp hậu sắc xa bàn chẳng rõ ca tha tị bài bỏ prai đòi cài vì cà na khóa khát lưu lưu dàng ná cơ xôn bóng ôn khăn tay ở chiếc sài chụp khí nâu video cài cài nó khăn nông cà chạy cho đồng lệ chùm này đăng phần này vì dìa có nâng bỏ prai át bọt cái sài mà chùm rịp xuống mệt nạ sạc xa phì xa ông khá lê tiếng ốc chế ti cổ rộp rộp an ở vây đã bóng ôn tình tương rộng trăm chì dù mọc hài nút bên ní bàn lịch chân chìa rụp riêng hài nhóm rùm xa ca chùm mùi nâng EFK Academy bàn bà mô chọn cỏ rộng riêng riêng nơi grammar chùm nôn buôn master grammar tiếng buôn master nút miền master 1 đôi miền nông nông đầy rồi bỏ khá nhóm cản ní chìa siêu phơ gồm ra chết bì rồi tùm bố tùm hôm bì phai grammar master 1 dương sạc xa lùm ếch ông bì mê riêng chì tràn mê riêng khá nông nút dương chạy chìa phần này thông thông chùm nôn bì phần này nay tìm mua dân sắc xa lục ếch ông bì kà pra thân xích tiền đọc bì thân xích nô khăn ông bì xong khlè kà sắc xa ông bì thân xích ní dân bà đo chun tăng bì rù bù muôn bì kà pra nây kà ni mùi ni mùi miền ủ tì hò chrán miền lùm hạt phóng prôm tiền bọ pra xùm rùa chìa bì xa khmai xù rùa yul nâng miền kà tiên bà tọt chùm lái nây lùm hạt bọ 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 nô khăn kháng chồng mê riêng tì bì rư phân ai tì bì dân ủ tư sắc xa ông bì kà pra là bạc cắt là bạc cắm ạc thiêu nâng phá xì vội là bạc cắt là bạc cắm ní cư miên tèng cùm rật và thom cùm rật mật xung nâng cùm rật ụt đồng kà sắc xa cư miên kà bình dối bọ pra chi bì xa khmai nâng miên lùm hạt ảnh vọt xì phơ grammar master 2 grammar master 2 bà chung ta đòi mê riêng xâm khăn chùm nuôn bạm bay mê riêng trong phần bài mê riêng nó dương hào thập parts of speech. Parts of speech bởi dương riêng kháng kháu trâu chùm này về dạng tích buôn trò mê. Vẫn tại bởi chung nó không grammar master 1 dương sạc xa lùm ếch ông bì kà pra niếm kà pra côn niếm kà pra sập niếm kà pra kê rìa sắp kà pra côn kê rìa kà pra thân nẹ rư gò preposition kà pra chnọp conjunction nâng kà pra interjection. Phạm bày mê riêng ní dương
ឧទ្ទិសសម្រាប់សៀវភៅ Grammar Master 2ដែលមានកម្រាស់ 7400 ទំព័រការសិក្សាអំពី Part of Speech នេះជាបេះដូងនៃភាសាអង់គ្លេសអ្វីដែលរិតតែពិសេសទៀតនោះគឺ Grammar Master 3 Grammar Master 3នេះប្រជុំទៅដោយមេរៀនស្ថិតក្នុងកម្រិត Advanced Grammar គឺកម្រិតខ្ពស់ទាំង8មេរៀនសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងសិក្សាលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់ direct and indirect speech កថាផ្ទាល់និងកថាមិនផ្ទាល់យើងសិក្សាលម្អិតអំពីប្រភេទ clear និងតួនាទីរបស់ clear នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងសិក្សាអំពីប្រភេទនៃ sentences យើងសិក្សាមេរៀនដ៏ពិសេសគឺ clauses យើងសិក្សាអំពី conditionals គ្រប់ប្រភេទយើងសិក្សាអំពីលក្ខណៈកិរិយាដែលហៅថា moods យើងសិក្សាអំពីច្បាប់ក្បួនដែលប្រើប្រាស់នៅតាមចំណងជើងកាសែតនិងមេរៀនចុងក្រោយយើងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ articles 8មេរៀននេះគឺជាមេរៀនពិសេសដែលមាននៅក្នុង Grammar Master 3ដែលជាកម្រិត Grammar កម្រិត Advanced Master ចុងក្រោយតែមិនមែនជា Master on នោះទេគឺ Grammar Master 4 Grammar Master 4នេះគឺជាការប្រមូលចងក្រងនៅមេរៀនពិសេសចំនួន4មេរៀននៅក្នុង Grammar Master 4យើងផ្ដល់ជូននៅមេរៀនអំពី sentence patterns គឺប្រភេទនៃលបាស់គំរូទាំងអស់មេរៀនធំទី2យើងផ្ដល់ជូននៅសំណងលបាស់ដល់ទៅជាង200សំណងលបាស់និងឧទាហរណ៍ព្រមទាំងមានលំហាត់អនុវត្តនៅក្នុងនោះផងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងផ្ដល់ជូនសំនួនវោហារ clear ដែលមានន័យមិនធម្មតាហៅថា idioms មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននៅ phrasal verbs ជាច្រើនដែលមានឧទាហរណ៍ព្រមទាំងមានលំហាត់អនុវត្តទៀតផង Grammar Master 4នេះគឺជាការប្រមូល structure ទាំង3 master ខាងដើមមកដាក់នៅក្នុង Grammar Master